những pha cứu thua đỉnh cao ở cúp châu Âu vào mùa giải 2020. Đan Mạch đã để thua ngược đội tuyển Anh ở trận bán kết 2 Euro 2020, nhưng thủ môn Kasper Schmeichel vẫn xứng đáng là một cầu thủ xuất sắc nhất trận. Theo thống kê của Squawka, Schmeichel đã thực hiện tới 9 pha cứu thua trước đội tuyển Anh. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống cản phá cú sút phạt đền của Harry Kane ở phút thứ 104, dù sau đó tiền đạo bên phía Tam Sư vẫn kịp đá bồi thành công. Trước đó, Schmeichel đã thực hiện rất nhiều pha cứu thua xuất sắc cho Đan Mạch. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Ngoài kỳ vọng về những bàn thắng bùng nổ từ các chân sút, các trận đấu bóng đá cũng sẽ chứng kiến cuộc chiến giữa các thủ môn, những gương mặt đáng tin cậy trong khung thành. Có thể nói mùa giải vừa qua, đặc biệt là kỳ Euro 2020, đã chứng kiến không ít những cái tên hóa thành siêu nhân nhện trong khung gỗ để tạo nên những pha cứu thua đỉnh cao, và hãy cùng điểm qua những tình huống ấy ngay sau đây. Trận đấu Pháp với Thụy Sĩ đã diễn biến vô cùng căng thẳng và kịch tính khi cả hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu định mệnh. Người duy nhất đá hỏng phạt đền bên phía đội tuyển Pháp chính là Kylian Mbappe ở lượt sút cuối. Đáng chú ý, ở tình huống này, thủ thành Jan Sommer bên phía Thụy Sĩ đã có pha đánh lừa ngoạn mục với Mbappe. Khi tiền đạo của Pháp chuẩn bị thực hiện quả đá của mình, Sommer đã chỉ tay về phía bên trái của mình. Mbappe cho rằng đó là hành động dụ dỗ nên đã quyết định đá vào bên phải của Sommer, và anh đã rơi vào bẫy của thủ môn bên phía Thụy Sĩ. Cú đá thất bại và đội tuyển Pháp chính thức dừng chân tại vòng 1/8 Euro 2020. De Bruyne đã xuất sắc trong tình huống xoay người lừa bóng, tạo ra pha phản công rồi chính anh tung cú dứt điểm chân trái. Nhưng Donnarumma với phản xạ tuyệt vời vẫn kịp giơ tay ra đẩy bóng cứu thua. Tình huống xảy ra ở đầu hiệp 2 khi Đức liên tiếp có những pha bóng hãm thành. Một trong số đó suýt giúp họ chuyển hóa thành bàn thắng. Kai Havertz đón lỏng đường bóng nảy ra ở ngay sát vòng cấm và tung ra một cú sút cực nhanh, cực hiểm bằng chân trái. Nhưng bằng một phản xạ không thể tin nổi, Pickford đã tung người đẩy bóng vọt xà ngang. Ngày ra quân tại bảng E vòng chung kết Euro 2020, Tây Ban Nha đã thi đấu vô cùng thất vọng. Phút 16, cơ hội ngon ăn đầu tiên đến với La Rosa khi Dani Olmo đánh đầu đập đất đầy khó chịu. Thế nhưng thủ thành Robin Olsen đã phản xạ xuất thần cứu thua ngoạn mục. Phút 64 trận đấu giữa Thụy Sĩ và Italia tại vòng bảng Euro 2020, Steven Zuber đã tung ra liên tiếp hai cú sút, nhưng anh vẫn không thể thắng được sự xuất sắc của Donnarumma. Phút 55 trận đấu giữa Anh và Đan Mạch tại trận bán kết Euro 2020, anh được hưởng quả đá phạt ở cánh phải, Mao tiếp tục thực hiện quả đá nhắm đến vị trí của Maguire. Lần này, trung vệ tuyển Anh tung ra pha đánh đầu về phía cột dọc gần, nhưng Schmeichel đã chứng tỏ tài năng với pha di chuyển nhanh nhẹn và đổ người cản phá.
Ở trận hòa 2 đều trước tuyển Pháp, Renato Sanchez xuất sắc, Cristiano Ronaldo tiếp tục bùng nổ với cú đúp. Thế nhưng vai trò của Patricio trong khung thành cũng quan trọng không kém. Cụ thể phút 68, Paul Pogba tung ra một cú sút tưởng chừng không thể cản phá ở trước vòng cấm địa, bóng đi căng và hiểm hóc. Tuy nhiên, Patricio với khả năng phản xạ xuất sắc đẩy được bóng đi chạm xà ngang. Antoine Griezmann lao vào đá bồi cũng bị thủ thành này hóa giải. Một pha cứu thua có thể xem là rất quan trọng của trận đấu. Phút 62 trận chung kết Euro giữa Anh và Italia, Chiesa đã đi bóng nỗ lực rồi dứt điểm hiểm hóc về góc xa, nhưng thủ thành Pickford đã đổ người cản phá xuất thần, cứu thua cho Tam Sư. Rất tiếc là chỉ ít phút sau đó, lưới của tuyển Anh đã bị rung lên. Sĩ đã giành vé vào tứ kết Euro 2020 sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đặc biệt là những pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Sommer, trong đó phải kể đến tình huống ở phút 95. Cụ thể khi ấy, Coman đi bóng tốc độ bên trái rồi tạt vào, Pavard bằng cú sút mu lay má về góc cao, nhưng thủ môn Jan Sommer đổ người đẩy bóng cứu thua cho Thụy Sĩ, khiến cho những cầu thủ Pháp phải ôm đầu tiếc nuối. Trong trận Anh-Đan Mạch, thủ môn Kasper Schmeichel đã chơi rất tỉnh táo và xuất sắc. Đặc biệt, anh có một lần đỡ bóng với tư thế sao biển để cản phá thành công pha dứt điểm ở cự ly chừng 5m của Raheem Sterling. Chính là tư thế mà cha anh Peter Schmeichel cũng từng có một trong những pha cứu thua ấn tượng trong màu áo Man United. Điều này khiến người hâm mộ rất thích thú và nói rằng đúng là cha nào con nấy. Pickford đã có một pha cản phá phạt đền vô cùng xuất sắc khi bay người sang bên cánh phải một cách chính xác để loại bỏ chuyên gia đá phạt đền Jorginho. Tuy nhiên, rất tiếc là những nỗ lực của anh không thể giúp Tam Sư hoàn thành giấc mơ nâng chiếc cúp Euro 2020 trên sân nhà. Italia giành vé vào tứ kết sau chiến thắng nhọc nhằn trước Áo và thủ thành Batman đã góp phần không nhỏ khiến cho đoàn quân Thiên Thanh phải mệt nhừ. Điển hình như pha cứu thua ngoạn mục này, Insigne đã tung ra một cú sút đầy táo bạo trên chấm phạt, nhưng thủ môn của tuyển Áo đã bay người hết cửa để cản phá một cách xuất thần. Vừa rồi là những pha cứu thua ngoạn mục của những người hùng trong khung gỗ. Bạn ấn tượng với tình huống của thủ môn nào nhất? Để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.